Làm việc với em. Anh ơi, trên cái giường có gì? Cộm cộm ấy. Cộm cái gì? Đệm cái gì đâu nữa. Gì đấy? Ôi, người em rát quá. Ôi, ra sao nào? Đi đứng xuống sao nào? Cái gì này? Ôi, sao trên giường lại ai bỏ bột ớt vào này? Ui trời. À. Sao? Rát quá. Cay quá. Nhưng làm sao cay được bằng con này? Khi tận mắt thấy chồng mình lên giường với cả bạn thân mười mấy năm. Sao mới biết? Bữa bộ thật đấy. Mấy hôm nay mình đi công tác, sao trên giường lại có cái này? Nếu mà chồng mình dám dắt gái về nhà tòm tem thì kiểu gì cũng sập giường. Để xem lão ta có dám không. Ô, em đi công tác đi à? Em đi công tác mà mặt anh có vẻ vui thế. Anh mong em đi à? Đâu, anh lo cho em ấy chứ. Anh thấy em đi suốt thế. Thế khi nào em về? Em đi mấy hôm thôi. Anh ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Em đi nhá. Em đi cẩn thận nhá. Em ơi, em qua nhà anh đi. Vợ anh nó đi công tác rồi, mấy hôm mới về cơ. Qua luôn nhá. Anh mà làm như thế này, vợ anh về là toi đấy. Vợ anh mà về thì em cũng toi ấy. Vào đây. Sập sư nó giường rồi. Sao nào cao trả tự nhiên lại sập giường? Dở ơi này, kiểu gì về con vợ anh cũng hỏi. Mệt thế nhở? Thôi kệ đi em ạ. Đang hứng. Vào đây. Nhưng mà cứ rung lắc như này em say mất. Say thì kệ say, cái gì đâu. Em à? Anh làm cái gì đây? Sao giường lại gãy thế này? Giường này nó bị mối mọt, thế nên là nó bị gãy mất một chân. Anh đừng có nói liên thiên. Cái giường này là giường tân hôn mới mua, làm sao mà mối mọt được? Ôi giời, thì anh đang sửa lại đấy. Này, em hỏi thật nhá. Em đi công tác mấy hôm, anh có dắt gái về nhà không đấy? Chỉ có nhún nhảy thì mới sập được giường thôi. Cái giường nó sập là cái chuyện của cái giường, liên quan gì đến anh? Mà chồng ở nhà thì ngoan như cún ý, lúc nào cũng cứ ghi vớ vẩn vẩn. Em nhìn mặt anh xem có giống là thích là anh gu lắm không? Hả? Mệt hết cả người. Tại mày ấy, cứ xui tao lấy chồng, làm cứ phải nghi ngờ ngờ, mà c*** cả người đi được ấy. Tao với chồng mày là người đàng hoàng mà. Đàng hoàng cái gì? Đấy là mày không biết thôi nhá. Hôm trước ấy, tao chuẩn bị đi công tác, tao phải lấy cái cưa, cưa cái chân giường ra để xem lão có dắt gái về nhà không. Ai ngờ giường sập thật. Hóa ra là mày á? Sao mày lại hỏi thế? Hôm trước ấy, anh Đạt anh có hỏng giường, thế là sao mượn tao cái búa? Nhà tao cũng có búa, việc gì phải mượn đến mày? Tắt điện thoại. Sao mình nhìn tao lạ thế? Bây giờ ai chẳng mang áo mưa theo? Chà này, lát nữa ở lại ăn cơm với nhà tao nhá. Chẳng mấy khi sang chơi. Nếu mà bạn đã có lòng ý, thì đừng có dạ. Anh nghe nói là hôm nay em ăn cơm ở nhà anh đúng không? Thế em thèm cơm nhà anh hay là thèm anh đấy? Còn vợ anh tí nữa nó đi công tác đấy. Nhớ về Quang nhá.
dở chén. Đã thế các người đừng có trách tôi. Tôi đã biết được rằng là từ cái lúc mà tôi đổi quần áo với cô bạn thân của tôi đã nhìn ra gian tình của hai người rồi. Hai người cũng to gan đấy. Dám dắt nhau về nhà húi trước mặt tôi à? Một người là thằng chồng giả nhân giả nghĩa, một người là bạn thân mười mấy năm. Em ơi, em bình tĩnh nghe anh nói này. Anh lúc nào trong đầu ấy cũng phải tự nhủ là anh yêu em, anh chung thủy với em. Thế nhưng mà đôi lúc em đi công tác, thế nên là anh thiếu thốn quá. Thiếu thốn đến mức mà úp luôn cả con này à? Chị ơi, mày đừng có nói như thế. Đây là lần đầu của tao mà. Mày đừng có nói đây là lần đầu. Thế cái giường của tao sập là không phải là do mày à? Em ơi, em tha cho cô ấy đi. Hôm nay tôi sẽ cho hai người biết thế nào là đau đớn. Em ơi, em đi làm gì đấy? Chị ơi, là giấm à? Đúng rồi, hôm nay tôi sẽ dùng cái giấm này để tẩy ô uế của hai người. Giờ đi cút ra khỏi đây đi. Đi em ơi, nhanh lên.